Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Mỹ gây sức ép với Việt Nam tại đối thoại nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đã lên tiếng thúc giục các chính trị gia Hoa Kỳ sử dụng đối thoại nhân quyền song phương với Việt Nam để kêu gọi trả lại tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền đang bị giam giữ ở quốc gia Đông Nam Á này. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở ở New York tin rằng có ít nhất 145 người đang bị giam giữ bất hợp pháp ở Việt Nam chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản một cách ôn hòa. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam bị bắt giam gần đây trong năm 2021 chỉ vì lên tiếng phản biện một cách ôn hòa. Tổ chức Thường Liên lên tiếng về các vấn đề nhân quyền của Việt Nam ước tính có 31 người bị kết án và bỏ tù chỉ riêng trong năm 2021. Với hầu hết trong số đó đã bị kết án vì thể hiện ý kiến trên mạng ngược với quan điểm của chính quyền. Công an Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 26 người khác trong năm nay, cũng theo thống kê của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế. Trong số đó, các nhà hoạt động nhân quyền như Nguyễn Thúy Hạnh, người bị bắt với các tội danh mà tổ chức này gọi là ngụy tạo, mang động cơ chính trị như tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Hai nhà hoạt động đất đai Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm cũng bị bắt vào hồi giữa năm ngoái vì cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ cần gây sức ép để buộc Việt Nam có các hành động rõ ràng nhằm cải thiện nhân quyền, bắt đầu vào việc phóng thích vô điều kiện và ngay lập tức các nhà hoạt động nhân quyền. Ông Philip Robertson, Phó Giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, nói trong một thông cáo của tổ chức này được đưa ra vào hôm 8 tháng 11 vừa qua. Ông Robertson cáo buộc Việt Nam đã trà đạp lên nhân quyền khi bắt giữ các nhà hoạt động với các cáo buộc ngụy tạo rồi thẩm vấn khắc nghiệt trong thời gian giam giữ họ hàng tháng trời, không có luật sư bào chữa. Đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 25 giữa Mỹ và Việt Nam dự kiến bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 tại Washington, D.C. Chỉ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 24 được tổ chức trực tuyến vào tháng 10 năm ngoái, chính quyền Hà Nội ngay lập tức bắt giữ nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang, một trong những blogger và các nhà hoạt động nhân quyền có nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang tại cơ quan điều tra khi mới bị bắt. Phiên tòa xét xử nhà báo từng được tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao giải tầm ảnh hưởng dự kiến diễn ra đầu tháng này, nhưng đã bị hoãn lại và bà Trang vẫn đang bị giam giữ trong hơn một năm qua. Thống kê của mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở ở California đưa ra vào tháng 6 vừa qua cũng cho biết Việt Nam đang giam giữ gần 300 tù nhân lương tâm trong nhiều trại giam, với ít nhất 79 người bị bắt trong năm qua. Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn phủ nhận rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở đây và chính quyền chỉ giam giữ cũng như kết án những người vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hồ sơ nhân quyền Việt Nam vẫn luôn bị cho là yếu kém dù có những cải cách đáng kể trong phát triển về kinh tế khi các tổ chức phi chính phủ và quốc tế, trong đó có Mỹ, thường lên tiếng chỉ trích việc đàn áp của chính quyền Hà Nội đối với các tiếng nói bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng theo Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, chính phủ Mỹ cũng nên đặt quan ngại về nhân quyền vào vị trí trung tâm trong tất cả các mối tương tác với Việt Nam, chứ không chỉ hạn chế trong một cuộc đối thoại mỗi năm một lần. Đây là hình ảnh các nhà báo thuộc nhóm Báo Sạch mới bị xét xử vào hôm 27 tháng 10 tại Cần Thơ. Cũng qua việc giam giữ các blogger và nhà báo công dân trong nhiều năm qua, chính quyền Việt Nam cũng đang cho thấy rằng họ không mảy may tôn trọng tự do báo chí một chút nào. Ông Robertson đã nói như vậy. Và Hoa Kỳ cần gây sức ép để Việt Nam chấm dứt việc áp dụng chế tài hình sự đối với những người dân khi họ thực hành quyền tự do biểu đạt. Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 4 tháng 11, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam khi trả lời yêu cầu bình luận việc kết án nhóm Báo Sạch nói rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói rằng việc đối thoại nhân quyền thường niên là một công cụ quan trọng để củng cố các thông điệp mà Hoa Kỳ đưa ra một cách nhất quán ở cấp cao nhất về tầm quan trọng của việc tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát. Thúc đẩy sự tôn trọng hơn nữa đối với nhân quyền là một yếu tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, cũng theo Đại sứ quán Mỹ. Bao gồm cả trong quan hệ với Việt Nam và Hoa Kỳ cũng cam kết tiếp tục thảo luận thẳng thắn và hiệu quả với chính phủ Việt Nam về những vấn đề này.
Trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Hà Nội vào hồi tháng 8, nhiều tổ chức nhân quyền và cả các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi bà đề cập đến vấn đề nhân quyền cũng như việc thúc giục các lãnh đạo Việt Nam trả lại tự do cho các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam. Đây là hình ảnh các nhà báo độc lập và các nhà hoạt động bị bắt giam từ năm 2019 cho đến năm 2020. Nhân quyền là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chính phủ Biden, Harris khi tiếp cận các vấn đề toàn cầu. Người được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Mark Knapper, trong phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 7 nói rằng chỉ khi có những tiến bộ đáng kể về nhân quyền ở Việt Nam thì mối quan hệ đối tác giữa hai nước mới phát huy hết tiềm năng. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2021, nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện đã công bố một bản thông cáo bày tỏ quan điểm với vụ việc của nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoàn Tràng. Theo đó, sau khi xem xét thông tin được cung cấp từ các bên, bao gồm phản ánh của những người vận động cho Đoàn Tràng và phản hồi từ chính quyền Việt Nam, các chuyên gia trong nhóm làm việc kết luận việc chính quyền bắt giam Phạm Đoàn Tràng được xếp vào các hành động giam giữ tùy tiện, vi phạm chuẩn mực và công ước quốc tế mà Việt Nam là một trong những quốc gia thành viên. Bản thông cáo cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoàn Tràng, bồi thường cho các tổn thất của cô và điều tra về trách nhiệm của những người đã tiến hành việc bắt giam tùy tiện Đoàn Tràng. Nhóm chuyên gia nhân quyền cũng có 8 người là chuyên gia độc lập và báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, trong đó có 5 thành viên của nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện. Đây là hình ảnh Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp lại các đại diện tổ chức xã hội dân sự ở Hà Nội vào hôm 6 tháng 8 năm 2021. Nhóm chuyên gia tái khẳng định sự phản đối của họ đối với Điều 88 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, tức là Điều 117 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ nói rằng điều luật này được định nghĩa một cách mơ hồ và vi phạm các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Nhóm chuyên gia cũng nhấn mạnh việc Phạm Đoàn Tràng đã bị bắt giữ tùy tiện, không được gặp luật sư và gia đình, cũng không được chăm sóc y tế trong suốt hơn một năm trong trại tạm giam. Họ cũng thúc giục chính quyền phải trả lại tự do cho Phạm Đoàn Tràng ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời cung cấp cho cô các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết. Nếu chính phủ Việt Nam tiếp tục không tuân thủ, thì họ sẽ được mời đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc để bị chất vấn. Họ sẽ được yêu cầu cung cấp lý do tại sao họ không thực hiện những yêu cầu được đặt ra trong quyết định. Trả lời phỏng vấn của Đài FA, luật sư nhân quyền Thổ Nhĩ Kỳ Kutru Basman, người đã kiến nghị với nhóm công tác về trường hợp của bà Phạm Đoàn Tràng cho biết như vậy. Và với việc nhà cầm quyền Cộng sản tại Hà Nội luôn đàn áp và áp chế những người nói lên tiếng nói đối lập, thì đất nước không thể phát triển khi không có phản biện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021 với bản tin Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Mỹ gây sức ép với Việt Nam tại đối thoại nhân quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.